Ngày hôm qua, câu lạc bộ Becamec Bình Dương đã có trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Kawasaki Frontale của Nhật Bản. Mặc dù để thua với tỷ số 0-2, nhưng những trận đấu như thế này sẽ là cơ hội để huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn có thêm nhiều cơ hội để thử nghiệm các ngoại binh của mình. Điều đáng chú ý trong trận đấu giữa câu lạc bộ Becamec Bình Dương và Kawasaki Frontale chính là sự góp mặt của hai gương mặt vừa chia tay câu lạc bộ Hải Phòng, Rimario Gordon và Moses Oloya. Sự xuất hiện trên cho thấy nhiều khả năng bộ đôi ngoại binh này sẽ khoác áo đội bóng đất thủ ở mùa giải mới. Ngoài ra, câu lạc bộ Becamec Bình Dương cũng đăng ký cầu thủ Bezegao Vincent. Tuy nhiên, anh không được tung vào sân. Việc thử việc các cầu thủ trên ngay sau khi V-League kết thúc chỉ một ngày thể hiện rõ sự tích cực của đội bóng đất thủ trong quá trình tìm kiếm ngoại binh. Tôi nói đương nhiên là sự có mặt của hai bạn đó thì nói riêng là về cái tinh thần của đội bóng, nó cũng rất là không khí đội bóng nó cũng rất là tốt. Thứ nhất là hai bạn đó là cũng có đẳng cấp ở V-League. Tôi hy vọng là nếu mà sau trận đấu này ban lãnh đạo chúng tôi xem xét và quyết định mà ký hợp đồng với hai bạn đó thì hy vọng các bạn sẽ có thời gian nhiều hơn để chúng tôi có thể tập luyện để các cầu thủ có thể ăn ý chơi với nhau tốt hơn. Thật sự đối với cá nhân mình khi mà biết được team có Moses và Rimario về đội thì thật cả toàn đội đều rất vui và rất chào đón hai bạn ấy. Nếu như mà câu lạc bộ bổ sung những ngoại binh chất lượng như thế thì mục tiêu ở mùa sau có lẽ là sẽ có một cái thứ hạng cao hơn ở mùa giải năm nay. Sau trận giao hữu này, câu lạc bộ Becamec Bình Dương sẽ có 2 tuần để nghỉ ngơi. Dự kiến thầy trò huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn sẽ trở lại tập luyện vào ngày 5 tháng 12. Hiện tại, đội bóng chủ sân Bình Dương cũng đang rất tích cực để tìm kiếm thêm những bản hợp đồng chất lượng cho mùa giải tiếp theo.